chào anh em đang theo dõi kênh Vinh Thành Audio. Hôm nay xin giới thiệu với anh em chiếc âm ly đời đông, model là AVR4311, một trong những dòng âm ly đỉnh cao, và đây là dòng đầu 4, dòng cao cấp của hãng đời đông. Con này thì được sản xuất tại Nhật Bản, made in Japan, và đã được hãng đầu tư khá là kỹ lưỡng nha. Và công suất của nó lên tới là 580W. Cực kỳ hiếm có những cái dòng âm ly đỉnh cao của đời đông được sản xuất và thiết kế kỹ lưỡng như thế này. Và nó sẽ có kết nối HDMI, anh em có thể chơi nhạc phim chất lượng cao từ nguồn phá HD từ bên ngoài và cộng quang chơi nhạc mạng, nhạc YouTube từ Smart TV, anh đọc chơi nhạc từ đầu đĩa. Con này cấu hình rất là khủng nha anh em. Và trọng lượng của nó lên tới là 17,3kg. Tích hợp rất là nhiều công nghệ nha. Có kết nối Internet bằng dây mạng LAN và anh em có thể chơi nhạc không dây bằng AirPlay từ những thiết bị iPhone, iPod. Và có cả cổng USB luôn nha. Và khi mà ta mở cái nắp cốp bên trong này ra thì nó sẽ có cổng USB nè. Và với cổng USB này thì anh em có thể chơi nhạc số, nhạc lossless chất lượng cao nha. Và chất âm của nó rất là hay. Và cái AirPlay thì chất âm nó sẽ hay hơn Bluetooth rất là nhiều. Và cái dòng này thì nó sẽ hỗ trợ cho chúng ta cái chất âm rất là chuẩn nha. Với sự hỗ trợ của bộ điều chỉnh Equalizer, chỉnh được EQ riêng biệt từng kênh loa và chỉnh được bass chép nha. Và EQ của nó chỉnh được giải tần từ 63Hz, 125Hz, 250Hz, 500Hz, 1kg, 2kg, 4kg, 8kg và 16kg. Và cấu hình của nó là công suất lên tới là 210W một kênh nha. Và đặc biệt là nó sẽ hỗ trợ trở kháng loa rất là rộng nha, trở kháng loa từ 4 ohm cho tới 16 ohm. Tích hợp rất là nhiều công nghệ nha. Chức năng là HDMI ARC, lấy nguồn tín hiệu từ Smart TV, chỉnh được EQ nè, chỉnh được bass chép, đầy đủ luôn. Một trong những dòng âm ly đình đám của hãng nha. Một số dòng âm ly nó sẽ có công nghệ đỉnh cao nhưng ngược lại cấu hình của nó là rất là yếu và rất là nhỏ. Và con này vừa cấu hình cao vừa tích hợp công nghệ hiện đại nha, rất là đáng trải nghiệm. Một chiếc âm ly khủng long. Và một số con âm ly khác thì nó sẽ có thiết kế một cái bộ nguồn nằm riêng ở vị trí bên tay trái của âm ly, và riêng đối với con này thì nó sẽ thiết kế một cái phần nguồn rất là to nằm ở vị trí giữa nha. Và đặc biệt là nó sử dụng sò công suất là đến từ hãng đời đông luôn. Chút nữa em sẽ mở bên trong cho anh em xem về cái phần sò nha. Con này thì nó sẽ đánh là 14 sò, rất là khủng luôn, sò đời đông. Về kích thước của chiếc âm ly là chiều ngang 434mm và chiều cao là 171mm và chiều sâu của nó là 414mm. Trọng lượng 17,3kg. Và con này về thì đầy đủ phụ kiện nha, bao gồm một cái mic setup đời đông nè, hai cái anten nè, có dây nguồn đầy đủ nha, và cái điều khiển cảm ứng luôn. Phần ở trên là cảm ứng nha, và phần dưới là phím bấm. Và hiện tại là em đang kết nối cổng PD, cổng HDMI tín hiệu từ đầu đĩa HD đưa vào, và cổng quang tín hiệu từ Smart TV, cổng analog chơi nhạc từ đầu đĩa. Rồi bây giờ thì em sẽ test cái cổng đầu tiên, đây là cổng PD nha. Rồi cổng TV. Và cổng CD là cổng analog. Về hướng dẫn sử dụng và cài đặt thì anh em có thể tham khảo thêm ở trên kênh YouTube của em. Có rất là nhiều video hướng dẫn về cái sử dụng và cài đặt nha. Rồi ở đây là menu nè. Anh em nhấn giùm em là vào cái AV Audio nè, nhấn Enter nè, nhấn Tone nè. Anh em mở lên On nha, chuyển sang mũi tên, chuyển lên On và Off nha. Đó là mở chức năng chỉnh bass chép, và sau đó ta có thể chỉnh được cộng trừ bass nè, và xuống mũi tên xuống để cộng trừ chép. Và để mở chức năng EQ thì ta nhấn vào Audio Set nè, nhấn Enter. Thì lúc này ta sẽ chuyển sang menu.
Khi mà chuyển sang menu thì ta sẽ vào cái menu EQ này và ta có thể điều chỉnh được nha. Có thể điều chỉnh từng kênh loa nè, điều chỉnh tất cả nha. Anh em lựa chọn tất cả thì ta sẽ điều chỉnh cùng lúc là tất cả nha. Rồi 63Hz nè, 125Hz nè, 1kg nè, tăng 250 và 500 lên, 2kg nè, 4kg nè, 16kg luôn nha. Rồi như vậy là đã chỉnh lên hết nha. Rồi còn lại những cái thao tác là anh em cần phải cài đặt ban đầu, đó là điều chỉnh lo lớn, lo nhỏ, volume từng kênh lo, volume ngõ vào, chỉnh EQ. Và trên hướng dẫn của em đã có hướng dẫn đầy đủ chi tiết luôn nha. Rồi cổng CD xong nha. Như vậy là em đã test đầy đủ 3 cổng HDMI, tổng quan, cổng CD. Rồi cổng USB chuyển sang là net USB nha. Rồi lúc này ta sẽ nhấn mũi tên xuống nha, mũi tên xuống tới cổng USB này, nhấn enter và lựa chọn những bài nhạc trong cái USB và ta chọn là plug nha. Con này chơi được plug nên chất âm của nó rất là hay, chất âm tương đương như là nhạc CD gốc nha, nhạc nén nhưng không giảm dung lượng. Rồi net USB này âm thanh rất là giỏi nha. Rồi ta sẽ vào AV nè, audio nè, on lên nè, trở ra nè, chỉnh bass chép nè, rồi tăng EQ lên rồi nha, chắc anh có cải thiện rất là đáng kể nè. Chọn chế độ âm thanh nè, stereo nè, rồi đó là chức năng để chơi USB nha. Rồi chơi Airplay, thì trên smartphone khi mà ta cắm dây mạng LAN của chiếc âm đi và trên smartphone cùng với mạng nha, và ta sẽ vào cái YouTube nè. Rồi từ biểu tượng phát không dây, anh em nhấn biểu tượng phát không dây và nó sẽ nhận diện được cái đài nông AVR 4311. Rồi biểu tượng phát không dây AirPlay và Bluetooth 4311. Rồi điều khiển volume lại nha. Rồi đó là chức năng để chơi AirPlay. Và như vậy là em đã test đầy đủ tất cả các cổng tín hiệu vào nha. Và sau đây thì em sẽ trở về cái cổng Blu-ray để test các cổng ra lo luôn cho anh em. Và anh em sẽ nhấn giùm em là nút DSP, ta sẽ nhấn nhiều lần thì nó sẽ tới chế độ là Multi Stereo nha. Loa phong hay loa chính nha, loa center, loa surround, rồi loa stereo back, loa phong 2, 7 loa nha, 8 loa nha, 9 loa nha. Ở đây thì ta sẽ lựa chọn là một là phong 2, phong wide hoặc là stereo back nha. Và như vậy là tổng cộng chơi được 9 loa.
Đây là cổng mạng LAN, kết nối vào anh em có thể điều khiển bằng AirPlay, chơi nhạc không dây từ iPhone, iPod. HDMI in tín hiệu từ đầu đĩa HD đưa vào. Out xuất sang TV có chức năng ARC, cổng quang tín hiệu từ Smart TV xuống nè. Và cổng analog chơi nhạc từ đầu đĩa. Con này cấu hình rất là khủng nha, toàn bộ sắt cắm mạ vàng nè, sản xuất tại Nhật Bản nè. Made in Japan nè. Denon AVR 4311, điện áp 100V, công suất của nó lên tới là 580W nha. Và mặt trước của nó là đẹp long lanh luôn nha nè. Máy đẹp keng. Cổng USB nè. Denon AVR 4311, chất âm của nó dòng này rất là chuẩn nha. Tiếng chép là cực sáng luôn. Đây là nội thất siêu khủng của chiếc Amni Denon AVR 4311 580W, toàn bộ sắt cắm mạ vàng. Con này là đặc ruột luôn. Một cái máy biến áp rất là to nằm ở vị trí giữa. Và con này thì nó sử dụng 18 sò Denon nha. Cực kỳ hiếm có Denon sử dụng riêng cái phần sò của nó luôn. Bên đây là 10 con và bên kia là 8 con nha. Chia ra làm hai bên. Tất cả đều sử dụng sò Denon. Với chiếc Amni Denon AVR 4311, dòng Amni đầu 4, dòng đẳng cấp của hãng Denon. Made in Japan, công suất lên tới là 580W, sử dụng sò Denon. Cấu hình cực khủng luôn nha anh em, đặc ruột luôn. Và con này thì nó sẽ có kết nối HDMI, kết nối cổng quang, chơi nhạc mạng trực tiếp từ Smart TV, analog chơi nhạc từ đầu đĩa. Chơi nhạc USB, nhạc lossless chất lượng cao, chơi nhạc không dây, AirPlay từ những thiết bị iPhone, iPod. Và đây là một trong những dòng Amni cực khủng, cấu hình cao cấp, có rail để làm giả mã DAC xịn sò, rất là đáng trải nghiệm và sưu tầm. Và với chiếc Amni này thì em sẽ bán với giá là 8 triệu đồng, giá không bao gồm phí vận chuyển. Đây là một cái giá cực tốt luôn. Vào những cái thời điểm trước thì con này nó rơi tầm khoảng là 9,5-10 triệu, nhưng cũng rất là hiếm hàng nha. Rồi anh em quan tâm vui lòng liên hệ em theo số điện thoại 0834563852. Xin cảm ơn em đã quan tâm theo dõi và đăng ký kênh. Xin hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.